Google Food là thương hiệu đầu tiên và duy nhất tại thời điểm hiện tại đầu tư chỉnh chu về trang thiết bị, thực phẩm, cách chế biến lẫn phục vụ mang đẳng cấp châu Âu mà khách hàng không cần phải di chuyển để có thể trải nghiệm ẩm thực 5 sao ngay bên trong nhà. Khác với các kênh bán lẻ truyền thống, Regal Food mang đến không gian trải nghiệm mới với mô hình All-in-One bao gồm không gian mua sắm đẳng cấp, nhà hàng thưởng thức món ăn châu Âu, không gian thưởng cà phê, trà ngay bên bể bơi, không gian yoga và kick art, không gian VIP Siga, rượu vang được nhập khẩu chính hãng. Ngoài ra, lần đầu tiên tại Việt Nam, Regal Food cung cấp dịch vụ dạy nấu ăn miễn phí. Và để thực hiện được điều đó, Đất Xanh Miền Trung hân hạnh có sự đồng hành của hàng loạt nhà cung cấp danh tiếng tại Việt Nam và trên thế giới. Nếu được hỏi đâu là thương hiệu phân phối thực phẩm châu Âu nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, Ân Nam hẳn chính là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Ân Nam chính là chuỗi cung ứng sản phẩm châu Âu cho những người sành ăn nhất, phục vụ đông đảo người Việt và người châu Âu tại Việt Nam. Đặc biệt là thực phẩm và rượu cao cấp với hơn 55 thương hiệu hợp tác. Classic Fine Food là nhà cung cấp thực phẩm hơn 15 năm kinh nghiệm, hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu, châu Á như Anh, Pháp, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Classic Fine Food chuyên làm việc với các đối tác danh tiếng thế giới để phân phối các dòng thực phẩm như trứng cá muối, gan ngỗng, cá hồi sông khói, bò Úc, dầu olive, chocolate. Được thành lập năm 1977, Đại Tân Việt là nhà phân phối chính thức của nhiều thực phẩm nổi tiếng toàn cầu, mang đến cho khách hàng những dòng nguyên liệu thực phẩm tuyệt vời, đạt các tiêu chuẩn trên toàn thế giới với giá cả phù hợp. Đối tác Mao Hop là một trong các nhà phân phối rượu tốt nhất Việt Nam hiện nay và đặc biệt dẫn đầu về nhập khẩu rượu vang Ý với nhiều thương hiệu từ phổ biến đến cao cấp nhất. Với danh mục hơn 1.000 sản phẩm, mang đến hàng loạt lựa chọn cho khách hàng. Với mong muốn mang đến trải nghiệm cuộc sống thượng lưu đặc biệt cho khách hàng, Đất Xanh Miền Trung hân hạnh hợp tác với Avanti Group để mang về Regal Food 27 dòng xì gà Habanos đặc biệt nhập khẩu Cuba, những trải nghiệm độc đáo, tôn quý. Lần đầu tiên, có một dự án biệt thự mang đến khu tổ hợp dịch vụ ấn tượng, toàn diện, chất lượng, đẳng cấp đến vậy. Regal Food chính là một bước tiến mới của Đất Xanh Miền Trung nhằm lần đầu tiên mang đến một không gian mua sắm và thưởng thức ẩm thực chất lượng quốc tế. Hãy cùng chờ đón dịch vụ Regal Food của Đất Xanh Miền Trung chính thức hoạt động và mang đến những trải nghiệm tinh hoa cho tất cả khách hàng. Regal Food mang ẩm thực 5 sao về tới bàn ăn gia đình bạn.